nhớ nhớ, chào anh, chào anh em nha. Trong khi chờ đợi Blackwood Update 20, chúng ta vô xây thử thách. Thử thách xây một chiếc xe tàu lượn siêu tốc, siêu VIP Pro của mình mà. Hôm nay mình sẽ sử dụng IQ gọi là 69 của mình để xây cái thử thách này. Anh em join vô mà chơi thử nha. Đây, thì nội dung hôm nay của chúng ta đó chính là xây làm sao cho chiếc xe này đi càng khó. Có thể là đi lên trời, hoặc cũng có thể là đi xuống lòng đất. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái đường thẳng như thế này. Tiếp theo thì mình nghĩ là chúng ta sẽ lại thêm một cái cho nó dài dài là xíu. Và sau đó chúng ta cho nó gọi là thật là lên cao nhé. Lên cao nhất có thể nào anh em. Cái này nó hơi lượn xíu nha. Đầu lên cao đây. Đây, mình sẽ khiến cho anh em có một cảm giác gọi là bốc đầu là bốc luôn cái đầu đi. Rồi, vẫn chưa thấy cao lắm. Chắc là mình sẽ cho cao thêm một chút xíu nữa. Đây, cao lên xíu nữa. Đó, càng ngày càng cao anh em. Và sau đó chúng ta sẽ gọi là cho nó xuống dần dần. Ui, hồi xưa mình có đi học, ăn học đàng hoàng lắm anh em. Nhưng mà học gọi là cúp tiết thường xuyên xíu thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó xuống dưới nha. Đó, đang ở trên cao mà các bạn thử nghĩ coi. Khi các bạn đi ngoài đời á, đang trên cao, cảm giác phê đúng không? Mà nó trượt một phát thì nó sẽ xuống rất là nhanh anh em ạ. Xuống rất là nhanh ha. Đó, đang trên cao mà nó trượt xuống rất là nhanh. Đó, mình cho thêm một cái nữa đi. Cho nó xuống thật là xuống dưới lòng đất luôn anh em. Đó, trời ơi. Đây, chính xác rồi, chính xác. Nó phải như thế, vẫn chưa xuống sâu lắm. Để mình cho nó xuống sâu lắm. Ui, mình... Và đặc biệt hơn á, mình sẽ không bỏ cái đất gì hết. Giống như là chúng ta đang trượt trên không trung vậy anh em. Chỉ cần anh em mà cử động hắt xì hơi cái thôi là trượt đường ray, cái là anh em bay ra khỏi đây luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng xây nhanh nhất có thể. Để coi có gì. Được anh em à. Chúng ta sẽ tạo thêm một cục cục đá ở đây. Rớt trúng cục đá bể đầu. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có ui. Có mấy cái đinh nhọn gì nữa ở đây này anh em. Căng thế nhờ. Cái này mà chặt phụ đít thì thôi rồi á. Mấy ngày không ị được luôn đấy anh em ơi. Monster, how should I feel? Creatures lie here. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử ha. Công trình gọi là tỷ đô của mình. Lần đầu tiên. Ê. Kiến trúc sư, kỹ sư. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Chạy từ từ thôi nghe. Mình cũng không dám chạy nhanh với cái công trình tàu lao bí đao của mình. Lên dốc nè. Ui, lên không nổi. Ui, sao lùi thế. Khuyến cáo công trình này không dành cho người béo nha anh em. Lên. Ôi. Lên tiếng đàn nè. Trời ơi, mình biết ngay mà. Nó cao quá anh em ơi. Nó phải có cái đà. Lên đi, cố lên. Rồi, lên. Lên, xì có đít rồi. Ui, lên được rồi. Ôi, xuống. Ui, không được. Cái này nó dốc quá anh em ơi. Phải chỉnh lại gấp. 2000 years later. Càng xây. Ủa sao bây giờ nó bắt cái cầu thang của tôi rồi. Cái dài quá nó bắt cái cầu thang. Đi đúng ta, cái khúc này xuống mình nghi quá à. Cái khúc này nó xéo. Chắc chắn là rớt cái xe luôn đấy em. Bây giờ chúng ta sẽ... Mình nghĩ công trình này chắc chắn là chưa thể thành công đâu. Tại vì nguy hiểm quá. Nó đi... Mình có cảm giác là không bất an. Thật sự rất là bất an luôn đấy anh em. Sao không sao, Chúa phù hộ em. Ui ui gì nè. Ui. Công trình đi nửa đường là chết rồi. Ủa, bây giờ chúng ta thử qua cái công trình của mấy thanh niên kia coi như thế nào ha. Coi mấy thanh niên kia gọi là xây khủng khủng không. Đây,
Có là full ride. Được đấy nha. Công trình này được 16.000 lượt thích à. Có vẻ như đây là một cái công trình là nhiều người yêu thích nhất trong cái tựa game này đấy. Rồi. Ủa thằng kia đi cái xe lửa. Thằng này xây đỉnh thật sự anh em ơi. Bạn lái được không bạn? Bạn nữ lái được không? Để anh lái cho, Rồi xin để anh tăng tốc giùm cho. Thằng này nó ngồi ghế lái anh em. Ôi bạn nữ lái. Ủa công trình này ghê thiệt anh em. Lên đây chúng ta sẽ có một công trình mới này. Lên đây chúng ta sẽ gọi xe mới. Ui thằng kia. Đi về không? Không. Sao cái đường này. Ê. Đây, have a great time. Anh em phải điều chỉnh cái tốc độ của mình nữa, chứ không phải là để yên cho nó chạy đâu, giống như những cái tựa game khác thôi anh em. Mình vượt qua đến đây nè. Rồi, xuống đây. Đừng có thằng nào, hy vọng đừng có thằng nào ủi đít nha. Không nên đứng ở đường ray anh em. Đúng rồi. Chúng ta thử qua một cái lobby khác coi, một cái xây khác của mấy thanh niên coi. Ui, thanh niên này để cái hình chúa, có nghĩa là đường ray này rất là mạo hiểm. Ui, đường ray, mình muốn trượt cái vòng này quá. Thôi, nếu mà cái vòng này, cái tựa game này có ở ngoài đời á, mình cũng đi luôn á. Ui, xe buýt kìa, đi xe buýt luôn kìa. Ôi, cái vòng này đẹp chứ kìa. Xe buýt. Thằng nào để cái xe này ở đây nè. Rồi, cố lên nào. Phê anh em ơi, Chóng mặt quá. Trời qua đảo qua đá luôn đó. Tuyệt vời, cảm ơn mấy cái thằng xây cái game này nha. Ôi, nó làm đẳng cấp luôn á. 1 triệu like anh em ơi, thả tim. Phê. Đây là cái vòng cũng chết các bạn thấy không? Thôi, hôm nay chúng ta chơi tựa game hay thế này thôi nha. Game này khá hay đấy. Anh em thích thì mình để tựa link game bên dưới cho anh em vô, anh em trải nghiệm nha. Còn giờ thì bye bye.